Các bạn, trên tay mình đây là cảm biến vân tay của điện thoại Xiaomi Mi 8 Lite đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay trên điện thoại Xiaomi Mi 8 Lite, cần một địa chỉ thay mới cảm biến vân tay cho điện thoại Xiaomi Mi 8 Lite. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Mi 8 Lite nói chung và phần cảm biến vân tay của Xiaomi Mi 8 Lite nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới cảm biến vân tay cho điện thoại Xiaomi Mi 8 Lite, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Xiaomi Mi 8 Lite hàng đầu hiện nay. Mọi thắc mắc thêm về cảm biến vân tay của Xiaomi Mi 8 Lite, quý các bạn có thể liên hệ 0961234534. Những khách hàng ở xa cần mua thì chúng tôi sẽ ship qua đường bưu điện, quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.